Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog. Mình là Văn Hóng Lazada. Và như là trước mình có làm một số clip nói về cái chương trình mà Shopee Dance Contest, vậy là cái bài dự thi cái gọi là vũ điệu PPP trên Shopee. Và ngày hôm nay thì là ngày 31 tháng 7 thì trên Shopee đã có kết quả chính thức về cái cuộc thi này. Và chúng ta hãy cùng điểm qua xem là các cái bài dự thi trên đó như nào và Văn Hóng thì được giải gì nhá. Ok. Rồi, kết quả cuộc thi thì đã được công bố trên fanpage chính thức của Shopee vào tối ngày 31 tháng 7. Và chương trình này thì diễn ra, mình cũng lâu lắm rồi, mình cũng không nhớ, hình như là diễn ra từ hôm 20 hay là 21 tháng 7 ấy. Khoảng như là 20-21 tháng 7 gì đó. Mình có làm clip này rồi, lâu quá, nhiều chương trình quá cũng không nhớ. Rồi, bây giờ chúng ta hãy điểm qua là cái cơ cấu giải của các cái chương trình này như thế nào nhá. Thì như vậy thì trên Shopee thì cái giải này nó sẽ diễn ra ở đây trong 2 tuần, thì đúng là chắc là diễn ra từ hôm 15 rồi. Và vũ điệu cùng nhau Shopee pipipi. Nói chung là mình nghĩ rằng cái đợt mà Shopee sang cái chương trình này là cái chương trình bắt trend rất là tốt, tại vì cái hiệu ứng quảng cáo của Bảo Anh và Bùi Nhân Dũng khá là tốt. Những cái giai điệu dịu dàng của cái điệu mà pipipi nó mình thấy nó lan tràn khắp nơi, chỗ nào cũng có, từ trong nhà ra ngoài đường, từ internet đến YouTube rồi đến Facebook, rồi chỗ nào cũng thấy PPP. Và cái hiệu ứng Bảo Anh ơi có gì mà không, nó trở thành một cái gì đó, một cái trend luôn rồi. Và cái cuộc thi này thì cái giải đặc biệt sẽ được cái giải cao nhất là 30 triệu đồng các bạn ạ. 30 triệu đồng, một con số không hề lớn nhưng mà cũng không hề nhỏ. Và chủ nhân của giải đặc biệt này sẽ là Whitney313. Bây giờ chúng ta hãy xem cái phần cái bài thi của các bạn Wesley313 này như thế nào nhá. Ta xem bài dự thi của bạn Wesley313 nhá, mình cũng không biết bạn ấy tên là gì. Như vậy có một bài dự thi trên YouTube. Đây là bài dự thi của bạn Wesley313 từ kênh YouTube là Sean. Ok, cái này thì mình reaction thì mình sẽ ghi bản quyền của cái bạn tới ở đây nhá. Rồi bạn có nhìn thấy mình xem clip reaction này thì chắc là bạn cũng thông cảm thôi, tại vì đều anh em thi trên Shopee mà. Rồi, The Son, hãy xem. Đây là bài dự thi đạt giải nhất của Shopee PPP Dance Contest. Và cái lượt view sao thấp thế? Được có 62 lượt xem và được 1 lượt like duy nhất. Mình thấy cũng khá là ít. Thôi không sao, hãy xem nào. Mấy đồ ơi, xong chưa? Xong rồi. Không có gì để mặc không? Shop pipipi. Nào ta mua. Gì cũng có. Lướt Shopee. Shopee. Nào ta mua. Đừng lo ra. Thích Shopee. Xong chuyện miễn phí. Gì cũng có. Nào ta mua. Mua hết ở Shopee. Mua hết ở Shopee. Rồi, xong chưa? Ring tới giờ rồi nè. Ồ, như vậy là cái clip này nó tận đến 1 phút 41 giây các bạn. Tại vì như một cái TVC của quảng cáo của Bảo Anh nó sẽ dài khoảng là 29 đến 30 giây thôi, chuẩn một cái TVC về quảng cáo. Nhưng mà clip này nó dài hơn, cứ xem tiếp nhá, xem như thế nào. Không có gì để mà không. Như vậy là sẽ có 2 cảnh khác nhau. Đoạn đầu là các bạn đây là các bạn nữ là ngủ trước, còn đây là các bạn nam ngủ sau. Nó ngược nhau. Đây là 2 cảnh, mình thấy là cảnh đầu là các bạn nữ này, còn cảnh sau là các bạn nam, là không có gì mặc hết. Đại khái là mình hiểu ý tưởng của bạn ấy là như vậy. Không có gì để mặc không? Không có gì để mặc không? Nào ta mua, rất đầu tư luôn đấy. Gì cũng có. Lướt Shopee. Nào ta mua. Đừng lo ra. Thích Shopee. Có công này chắc là đại khiếu cho lông shipper này, mình hiểu như vậy. Có. Nào ta mua. Mua hết ở Shopee. Mua hết ở Shopee. Như vậy là có trong cái clip này nó có tận đến 3 đoạn, tức là 3 cái TVC ghép vào nhau. Có một cái clip nữa để hãy xem cái clip thứ 3 là các bạn này là như thế nào. Như vậy 3 clip của bạn để combo 3 clip luôn. Nào ta mua. Gì cũng có. Lướt Shopee. Nào ta mua, đừng lo ra. Thích Shopee, sắm chuyện miễn phí cũng có. Nào ta mua hết ở Shopee, có mua hết ở Shopee, mua hết ở Shopee, có mua hết ở Shopee. Như vậy là chúng ta đã xem xong clip của bạn Wesley313 trên YouTube là The Soul. Thì mình thấy rằng ở cái clip này nó là combo 3 cái clip, tức là bạn ấy kết hợp luôn cả 3 cái, và nó là 3 cái phân đoạn khác nhau. Của đoạn đầu là các bạn nam gọi là không có, bạn nữ các bạn không có gì bằng hết. Cái đoạn cảnh thứ hai là các bạn nam lại không có gì bằng hết. Và cảnh thứ ba là nó liên quan đến cái thời tiết, tức là mưa nhưng mà Shopee vẫn giao hàng. Đại khái là mình hiểu cái nội dung nữa, ý tưởng là như vậy. Và thật sự là trong này thì mình thấy đầu tư rất là tốt luôn. Bạn xem cái cảnh trong này có ít nhất là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 người trong cảnh này, rồi cả đến cameraman. Chỗ này có cả phòng viết rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Ok, rất là hay, rất sáng tạo, rất là tuyệt vời. Và không có gì hơn là sẽ để lại cho bạn ấy một like. Rất hay. Đó. Rồi, như vậy là cái bài dự thi đạt giải đặc biệt. Bây giờ chúng ta hãy xem các cái giải tiếp theo. Như vậy còn đến tận là nhiều vậy. Dưới này còn 4 giải nữa này. Giải đông người tham gia nhất, đó là của Mai Trúc Linh 169. Giờ chúng ta hãy xem cái bài dự thi của Mai Trúc Linh 169 xem nó như thế nào. Ồ, như vậy đây là một bài dự thi trên Facebook. Bài dự thi trên Facebook các bạn ạ. Rồi hãy xem nó như nào. Rồi như vậy bài dự thi của Mai Trúc Linh Mai Trúc Linh 169. Như vậy là cái khung cảnh diễn ra là ở một cái trường mầm non. Giờ hãy xem các bé nhảy như nào nha. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín, nhiều lắm. Đây là như vậy mình thấy ở đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 x 4 là 36. Ít nhất là có 36 bé ở trong bài dự thi này của chị Mai Diệp Chi. Và như vậy là cái bài dự thi là cái bài top, những gọi là cái giải nhiều người tham gia nhất. Ok, rất là tuyệt vời, cũng rất là sáng tạo luôn. Rồi, chúng ta xem tiếp bài dự thi trang phục đẹp nhất của Linh Chero. Linh Chero khá là khó đọc. Như vậy là một bài dự thi trên YouTube. Rồi, bài dự thi này đến từ nhóm là Pricu UDC. Rồi, và đã có là 462 lượt xem và 33 lượt like. Rồi mình sẽ để lại cho bạn một lượt like ở đây. Và chúng ta hãy cùng reaction clip này xem nó như thế nào nhá. Clip này dài tận 2 phút cơ. Có vẻ như là chúng ta đã xem hơn 1 phút rồi nhưng mình chưa thấy cái gì liên quan đến Shopee đây cả. Nó giống như một cái bài bản vũ đạo của một nhóm nhảy hơn. Có thể trong đoạn sau sẽ có cái Shopee, nhưng mà đoạn đầu thì mình thấy các dancer nhảy quẩy khá là nhiệt, rất là chuyên nghiệp, rất là bản. Đây là một nhóm crew, là cũng chắc là một nhóm nhảy rồi. Hãy xem tiếp nha. Đất lý dê. Anh ơi, xong chưa? Ôi nhanh. A few moments later. Bảo Anh ơi, xong chưa? Không có gì để mặc hết. Sa pipipi sa pipipi sa pipipi sa pipipi. Đây bắt đầu nhảy nhảy ra đây. Mua lướt Shopee, nào ta mua đừng lo ra thích Shopee. Hay nào ta mua hết ở Shopee, mua hết ở Shopee. Khá chuyên nghiệp, nhưng mà mình thấy cái đoạn đầu nó hơi dài. Nó hơi dài và nó liên quan đến gọi là các bạn ấy PR cho nhóm nhiều hơn. Nhưng mà cũng một bài thi hết sức là lớn tiếng. Đúng rồi, chính xác là đây là cái giải vũ đạo xuất sắc nhất. Các dancer rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với cái giải tiếp theo là cái giải sáng tạo nhất thuộc về Sam Lê Trần. Rồi hãy xem cái bài dự thi của Sam Lê Trần, giải sáng tạo nhất. Hãy xem nào. Ồ, như vậy là một bài dự thi nữa đến từ Facebook. Như vậy là có một bài, cứ một bài trên YouTube lại một bài trên Facebook. Rồi của Chân Ngọc Lê Trần. Hãy xem. Gì cũng có mua hết ở Shopee. Rồi hãy xem nào. Từ từ Bảo Anh xong chưa? Không có gì để mặc hết. Sa pipipi. Nào ta mua. Lướt Shopee. Sa pipipi. Nào ta mua đừng lo ra thích Shopee. Có vẻ âm thanh hơi to. Nào ta mua hết ở Shopee. Mua hết ở Shopee. Thực ra mình nghĩ là cái bài này nó hơi to, nghe nó hơi bị ré này một chút. Và cũng thể thấy rằng ở đây thì có đầu tư về đội hình rất là đông. Chỗ này ít nhất là đến sơ sơ phải 26 bạn rồi. Cũng khá là hay, nhưng mà cái phần nhạc nó không được ổn cho lắm. Rồi, chúng ta hãy đến với cái bài dự thi tiếp theo là cái bài dự thi là chuyên nghiệp nhất từ Tú Mẫu 1. Ồ, là nhiều giải quá. Như vậy thế nào? Hãy xem giải của Tú Mẫu chuyên nghiệp nhất. Cái chuyên nghiệp nó sẽ đánh giá theo tiêu chí gì đây? Như vậy lại một bài dự thi đến từ YouTube. Như vậy là bài dự thi này đến từ bạn tên là B-boy tú mẫu MMO. Và đã có là 478 lượt xem trên YouTube. Và đã có 4 lượt like. Và mình sẽ là người like thứ 5. Rồi, bây giờ hãy xem nhá. Đây là cái giải gọi là sáng tạo nhất à? À đâu? Giải chuyên nghiệp nhất. Nhiều giải quá không nhớ hết được. Hãy xem nào. Lại đi vệ sinh. Nào ta mua. Lướt Shopee. Nào ta mua đừng lo ra lướt Shopee. Vào Shopee luôn. Đừng lo ra lướt Shopee. Nào ta mua đừng lo ra. Sắp đi. Mua hết ở Shopee. Mua hết ở Shopee. Wow. Mình thấy cái bài dự thi này khá là hay. Đúng là bài này rất là sáng tạo. Thứ nhất là có từ tua lại này. Có cái phần mà sẽ kéo đi đâu vậy? Đầu tư rất là đông, rất là bài bản, teamwork này, ít nhất là có giải này cũng đông này. Của chỗ này cũng phải đến 20 bạn và cũng đầu tư có trang phục, áo, logo ấy ở Shopee cũng khá là chất. Cái này bài này mà giải giải nhất thì khá là tốt, nhưng mà cái đoạn đầu mình thấy nó không ăn lắm với cái mạch trong bài này. Rồi, chúng ta hãy xem bài như vậy là 4. Đây là điểm qua một số giải đông người tham gia nhất, trang phục đẹp nhất, sáng tạo nhất và chuyên nghiệp nhất. Và ngoài ra đây còn có 4 giải, là còn 4 giải nữa, 4 giải khuyến khích. Mỗi giải là trị giá 500k đây cho 5 bạn nữa. Ui, như vậy tận 10 bài cơ, 10 giải. Như vậy đây là cái giải mà khuyến khích. Chúng ta hãy xem cái giải khuyến khích như thế nào.